Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 8 tháng 5 anh em. Rồi tối hôm nay em tiếp tục lên cho anh em là khoảng 20 mấy lô anh em. Hai mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi mọi ngày như mọi ngày thì em đều có lên video cho anh em vào tầm khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ trưa anh em. Và buổi tối thì khoảng từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối. Đó là hai khung giờ của em hàng ngày anh em. Thì anh em vào xem thì anh em vào xem mà chọn những cái lô máy mà ưng ý anh em. Máy bên em là máy chưa dọn nổ ha, bán giá là giá sỉ anh em, giá sỉ giá thợ. Thì anh em nào biết dọn nổ thì mình hãy vào xem ha. Còn anh em nào không biết dọn nổ thì mình mua về mình đem lại mấy ông thợ gần nhà mình làm cũng được anh em. Tại vì bên em đã bao cho anh em là có hơi có lửa anh em và bao cho anh em đầy đủ đồ. Anh em nào không biết dọn nổ thì đem lại cho mấy ông thợ gần nhà làm giùm. Rồi. Máy bên em thì chưa dọn nổ anh em. Anh em nào chốt thì cộng ship ha, bên em là bán giá sỉ cho nên chưa có bao ship anh em, chứ không có bao ship ha. Rồi hôm nay em có là mấy cái con máy ba lô anh em, máy ba lô có mấy con ha. Có lên cho anh em mấy con máy ba lô, siêu to khổng lồ có nè, giá rẻ nè, 900 ngàn nè. G3C nè, một con bướm mũ máy nổ luôn anh em. Có một con bướm mũ 351 máy nổ luôn. Rồi Mitsubishi TL 23, Gilby 26. Rồi Magu luôn anh em. Rồi hôm nay thì tiếp tục em xả hàng đang em dọn kho anh em. Xả hàng dọn kho ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên, con này là con Zenoth anh em. Con này bao đẹp luôn, bao mới anh em. Đây con Zenoth này là Zenoth 275 ha. Nồng của nó là nồng 34 ly anh em. Cái nồng anh em thấy không, còn trắng tinh luôn nè. Là bao mới luôn anh em. Ghế của nó xài chế ra ngang anh em. Xài chế ra ngang luôn ha. Rồi con số 1 này là 850 ngàn anh em. Nồng 34 ly. Tâm của nó là tâm 260. Tâm 260 nha anh em, tâm gời luôn. Đây tâm gời 260. Rồi con số 1 nha anh em. Con số 1 là 850 nha. Rồi con số 2 là con này là con Mitsu nha anh em. Con số 2. Ủa, con số 2 này ghi giá đâu không thấy ta. Rồi con số 2 là 1.250.000 nha anh em. Con này là con Mitsubishi TLE ha. Con này bao đẹp luôn nha anh em. Rồi 1.250.000. Tum của nó là tum gời nha anh em, tum gời ha, cần lắp dây đồ đầy đủ nha anh em. Rồi lô số 3 là con này cơm Mitsubishi, cơm Mitsubishi này là cơm Mitsubishi 26 có đề nha anh em. Con này 1.1 triệu, nòng 34 ly. Có đề. Con số 3. Rồi con số 4. Con số 4 là con Magu anh em. Magu này là Magu 26 sắc lớn nha. Bao đẹp luôn anh em. Bình sân lớn thì trắng sáng luôn nè. Rồi cực kỳ đẹp. Con này là tum gời anh em. Tum gời ha. Rồi con này 1.2 triệu anh em. 1.2 triệu là em bán cho anh em cái đầu ha. Cái này không có cần anh em. Cái này không có cần ha. Cái đầu máy 1.2 triệu. Cực kỳ đẹp anh em. Magu 26 sắc lớn. Rồi cái đầu máy 1.2 triệu. Rồi tiếp theo là số 5. Số 5 là con này là con bướm mũ anh em, bướm nhựa ha. Con Gubin bướm nhựa này là 2.6 triệu anh em, 2.6 triệu ha, cần đầy đủ anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Con này thì anh em nào chốt thì em sẽ test nổ anh em, em sẽ test nổ rồi gửi qua Zalo ha. Mà ngày mai anh em, ngày mai em mới test nổ được ha, tại vì giấc này tối anh em, giấc này tối thì ở đây em test nổ thì phiền hàng sớm anh em, cho nên nó là tối em không có test nổ được. Còn con máy này thì đã nổ rồi anh em, tại vì em châm xăng vô em thấy nó còn mới quá, em châm xăng vô nó nổ luôn. Rồi con Gobin 351 này thì 2.6 triệu anh em, máy đã nổ. Rồi tiếp theo là con số con này con số 5, con này con số 6 anh em. Con số 6 này là con G3C. G3C anh em. Con này thì còn bao đẹp anh em. Nước sơn nè, bồ rồi còn đen quyền luôn anh em. Cực kỳ đẹp. Rồi, tum đít nè. Rồi con số 6 này 800 ngàn anh em, 800 ngàn ha. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn. Rồi con số 6 anh em bao đẹp, 800 ngàn. Tum lớn, bố cùng lớn luôn. Rồi con này bướm nhựa anh em. Tiếp theo là lô số 7. Lô số 7 là lô này là lô Magu 23 anh em. Magu 23 tum gời ha, cực kỳ đẹp anh em. Hai con đầu vuông. Rồi một con đầu tròn. Rồi tum gời anh em, tay ga bóp hệ luôn ha. Tay lái tròn. Hai cái tay lái dài và một cái tay lái tròn anh em.
đầu bò đang thiếu một cái thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 7 nha anh em, 3 cây 3 triệu ha, cực kỳ đẹp nha anh em, 1 triệu 1 cây. Magu 23 tôm gời. Lô số 7. Rồi lô số 8 là 2 con ếch tiên nha anh em. 2 con ếch tiên này là một con là ếch tiên 24 tôm nhôm, một con này là ếch tiên 26 ha. Rồi 2 cây 1 triệu 8 anh em, 900 ngàn cây. Ếch tiên, tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 8, 2 cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Lô số 9 nha anh em. Lô số 9 là con Gubin NB03 ha. Rồi con số 9 nha anh em, Gubin NB03, con này quá đẹp nha anh em. Lô số 9 ha, Gubin NB03, con này còn cực kỳ đẹp. Bình xăng lớn mà nó còn trắng sáng, vậy là anh em biết nó đẹp cỡ nào rồi. Nước sơn nè, bóng hới luôn nha anh em. Rồi, con này nòng 36 ly nha anh em, Gubin NB03 còn cực kỳ đẹp, liền lạc đồ luôn nha anh em. Rồi con số 9 này là 1 triệu nha anh em. Con số 9 này là 1 triệu ha. Gubin NB03 nòng 36 ly. Tay lái là dài luôn nha anh em, đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 là con này là con Tanaka 321, nòng 36 ly nha anh em. 36 ly. Rồi tâm của nó là tâm gời luôn ha, tâm gời bố cung lớn, bình sân trên. Con số 10 1 triệu, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là lô này là 2 con Hitachi nha anh em. Hitachi 33 ha, nòng 37 ly. Đang thiếu 2 cái nắp bu e ha, đang thiếu 2 nắp bu e và một cái áo bô nha anh em. Thì cái này em sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Đầy đủ đồ thì lắp cho anh em đầy đủ luôn. Rồi Hitachi 33 nòng 37 ly. Tâm của nó là tâm lớn nha anh em, tâm lớn bố cung lớn. Rồi lô số 11 này là 2 cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 11, 2 cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Lô số 11 nha anh em. Magu 23 nha anh em, cực kỳ đẹp luôn, quá mới nha anh em. Cái lô này em thấy là phải nói là cực kỳ đẹp luôn, mới tinh. Rồi ếch tin Gubin NB03. Rồi tiếp theo là lô số 12. Lô số 12 là TB nha anh em. TB này là TB máy này, để em xem lại nha anh em. Rồi Mitsu TB nha anh em, lô này lô số 12 ha. TB này là một con TB 23 nè, một con TB 20 nha anh em. Một con TB 23, một con TB 20. Rồi 1 triệu 7 nha anh em, hai con ha. 850 ngàn cây. À, 2 cây là 1 triệu 7 nha anh em. Một con TB 23, một con TB 20. Rồi 850 ngàn cây, lô số 12 nha anh em. Tay lái của lô này thì là một tròn một dài. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 12 là 850 ngàn cây nha anh em. Mitsu TB. Một con 20, một con 23 ha. Rồi lô số 13. Lô số 13 là Tanaka nha anh em. Tanaka này là Tanaka tổ ong ha. Tanaka tổ ong 2500 nha anh em. Tanaka tổ ong 2500. Nòng 34 ly, xài chế là chế le đỏ tự động nha anh em. Ga ngang le đỏ tự động luôn ha. Tay lái cũng là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 13 này là 2 cây 1 triệu 8, 900 ngàn cây. Tanaka tổ ong nha anh em, nòng 34 ly. Lô số 13. Rồi số 13 nhảy lên số 18 nha anh em. Em thư ký em ghi bị nhảy số ha. Rồi số 13 nè, mà nhảy lên tới số 18 luôn. Rồi lô này là lô số 18 nha anh em. Lô số 18 là lô này là lô Mitsu. Mitsu TL23 nha anh em. TL23 ha, hai con tôm liền và một con tôm gầy. Tay lái là bao cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Rồi lô số 18 này là 3 cây 3 triệu 3 nha anh em, 1 triệu 1 cây ha. 1 triệu 1 cây. Mitsu TL23. Lô số 18. Lô số 19 là lô Gilby nha anh em, Gilby vàng ha. Lô này quá đẹp nha anh em. Gilby vàng nòng 34 ly. Rồi lô này cực kỳ đẹp luôn. Gilby màu vàng nha anh em, nòng 34 ly. Rồi lô này 750 ngàn cây, 4 cây là 3 triệu nha anh em. Tay lái của lô này là 3 dài và 1 tròn ha. 3 dài 1 tròn. Rồi. Gilby vàng nha anh em. 26cc nòng 34 ly. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em. Bao đầy đủ luôn ha, đầu bò chén kẹp dao. Rồi. Gilby màu vàng anh em, lô số 19, 750 ngàn cây, 4 cây 3 triệu. Lô số 19.
Rồi lô này 4 cây 3 triệu anh em, lô số 19 ha. Còn đây là Mitsu TL23 1,1 triệu một cây. Tanaka tổ ong 900.000 anh em. TB20 T23 850.000 cây. 2 cây. Rồi tiếp theo là lô số 20. Lô số 20 là lô này là lô Magu nha anh em. Magu này là Magu 24cc ha. Quá đẹp anh em, liền lạc luôn nè. Nó xài chế là chế quanh bờ gồ ra ngang luôn anh em, thông dụng dễ xài luôn. Rồi Magu 24cc. Tay lái của nó là hai dài và một tròn, hai dài một tròn. Rồi lô này 3 cây 2,1 triệu anh em, 700.000 cây ha. Magu 24cc nòng 34 ly. Ủa nòng 32 ly chứ. Rồi 700.000 cây, 3 cây 2,1 triệu. Quá đẹp anh em, có 700.000 cây thôi. Đầu bò chứng kịp giao thì đầy đủ luôn anh em, xả hàng. Xả hàng anh em, Magu 24 700.000 cây, xả hàng cho anh em luôn. Rồi lô số 21 anh em. Lô số 21 là Echo ha. Echo này là 700.000 cây anh em, 3 cây 2,1 triệu luôn ha. Lô số 21, 3 cây anh em. Nòng 32 ly, chế ra ngang hết ha. Tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 21, 3 cây 2,1 triệu, 700.000 cây, nòng 32 ly. Lô số 22. Lô số 22 là lô này là Magu nha anh em, Magu 23 ha. Magu 23 nha anh em, lô này quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi lô này thì tay lái em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết nha. Rồi bao cho anh em tay lái dài hết lô này luôn. Magu 23cc nha anh em. Nòng 32 ly, tay lái dài hết luôn. Lô này thì 850.000 cây, 5 cây là 4,250 nha anh em. Lô này quá đẹp quá vip anh em ơi. Rồi 850.000 cây tặng tay lái dài, lô số 22. Lô số 23 là lô Singu nha anh em. Rồi Singu này là Singu 23 và Singu 26, lô này 3 cây. 3 cây nha anh em. Singu 23, Singu 26. 3 cây này là 2,1 triệu ha, 700.000 cây nha anh em. Lô số 23. Hai con 23 và một con 26, lô này quá đẹp luôn nha anh em. 23 nè, chế là chế ra ngang hết nha anh em. Rồi hai con 23 và một con 26. Tay lái của lô này là hai dài và một tròn. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Rồi lô này lô số 23 Singu anh em, lô này 2,1 triệu ha, 700.000 cây. Lô số 24 là Mitsu TLE 23 23 26. Rồi lô này Mitsu TLE anh em, TLE ha. Rồi Mitsu TLE này là TLE 23 anh em, có hai con 23 và một con 26 ha. Đây con màu xanh là 23, con này 23, con này 26 anh em. Hai con 23 và một con 26 ha. Lô này 3 cây anh em. 3 cây 2,7 triệu. 3 cây 2,7 triệu anh em. Tay lái của nó là hai dài và một tròn. Đầu bò chứng kịp giao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi lô này 2,7 triệu anh em. Lô số 24.